Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Yaris phiên bản G. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân. Và phiên bản này là phiên bản G, phiên bản full option rồi. Và chiếc xe được sản xuất cuối năm 2016 nên đã được trang bị động cơ 1.5 lít và là động cơ mới, động cơ đua VVTi đấy ạ. Chiếc xe này còn rất là mới vì chiếc xe mới lăn bánh được 3 vạn km thôi quý vị và các bạn nhé. Nhìn về cái phần bên ngoài thì quý vị và các bạn đã thấy rồi đấy ạ. Chiếc xe này là chủ xe đi lại rất là ít và lại giữ gìn rất là cẩn thận, cho nên là nhìn bên ngoài đây quý vị và các bạn ạ, không có một vết xước nào đâu ạ. Đấy, không có một vết xước nào luôn ạ. Và rất là cẩn thận, chủ xe đã dán thêm cả những cái ốp tay nắm mở cửa này, cho nên là nó còn rất là đẹp. Nước sơn thì rất là bóng ạ. Nước sơn rất là mới đấy ạ. Nhìn về mặt ngoại thất rất là đẹp ạ, không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Mặc dù chiếc xe này lăn bánh từ năm 2016 ạ. Xe đã được trang bị khóa thông minh, đề nổ start top và bấm tay mở cửa đây ạ. Đây là cái phần này, bấm tay mở cửa này. Xi nhan được tích hợp trên gương và gương cũng là gương chiếu hậu gập điện luôn đấy ạ. Đấy. Dàn lốp thì rất là mới luôn đấy ạ. Đấy, dàn lốp rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Không có một vết xước nào cả. Cả dàn lốp này mới luôn đấy ạ. Dàn lốp còn rất là mới, rất là dày đấy. Xi nhan được tích hợp trên gương chiếu hậu, gương cũng là gương gập điện luôn. Nhìn về phần ba đời sốc trước thì quý vị và các bạn cũng đã biết ngay nó là bản G rồi ạ. Tại vì là bản G này nó mới được trang bị full option từ đèn pha. Đèn pha là đèn bi đấy. Đèn pha là đèn bi luôn này. Và cái cụm đèn pha này rất là mới luôn. Đèn gầm đầy đủ cả. Đấy là cái phần đầu của xe. Và chiếc xe này là còn nguyên bản ạ, không bị đâm đụng, không bị ngập nước. Tất cả còn nguyên bản hết ạ, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản hết đấy ạ. Còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Và đây là cái phần bar sốc sau, đó là cái phiên bản Toyota Yaris G đấy ạ. Đã được xe đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết cả rồi, cho nên là chị em nào mà mới lái hoặc kể cả anh em mới lái cũng thế, đi chiếc xe này thì yên tâm, căn đường rất là dễ. Ngoại thất thì rất là đẹp ạ, không có một vết xước, không khác gì một chiếc xe mới ạ. Mặc dù là sản xuất từ năm 2016 đến bây giờ đã là sau 4 năm sử dụng rồi ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe nhé, cũng như là phần keo chỉ của xem nó có còn nguyên bản hay không. Đầu tiên là chúng ta hãy mở cái cánh cửa bên lái này ra đã nào. Cánh cửa bên lái đầu tiên là chúng ta đi xem về phần keo chỉ ạ. Đây là cái phần keo chỉ của cánh cửa bên lái ạ, còn nguyên bản hết ạ. Cam kết là keo chỉ còn nguyên bản ạ, không mất một phân keo chỉ nào. Đấy, đây là cái phần keo chỉ của cánh cửa bên lái này. Rồi đến ốc bản lề. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn đấy ạ. Đấy, táp bi cửa rất là mới này. Và ở cái phiên bản G này thì xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ ghế da này, nội thất da này, đấy, vô lăng bọc da này. Đấy, vô lăng cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Vô lăng cần số rất là đẹp. Và chiếc xe đã lăn bánh được 3 vạn km rồi. Thưa với quý vị và các bạn, đây là cái cụm gương điều chỉnh gương này, gập điện này, gương gập điện này.
Và đây là cái phần tem của nhà sản xuất đây quý vị các bạn nhé. Đây là cái phần tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan, nó là phiên bản nhập khẩu ạ, sản xuất tại Thái Lan và sản xuất năm 2016 luôn. Đây là cái phần số khung, số máy. Dung tích động cơ là 1.5 lít đây quý vị các bạn nhé, 1496 ml đây, tức là động cơ 1.5. Toyota Yaris nó có rất nhiều phiên bản quý vị các bạn nhé, phải bản E, bản G này, trong đó lại có bản 1.3 hoặc 1.5 nhé, đây là phiên bản 1.5 rồi, 1.5 và sản xuất năm 2016 thì nó lại có cả hai loại, một loại là máy cũ và máy mới ạ. Máy mới này là máy đua VVTi đấy ạ, đua VVTi, cho nên là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho 100 km là 5,7 cho 100 km kết hợp và 7 lít cho 100 km trong đô thị. Nếu như chạy ở ngoài đường trường thì chiếc xe này chỉ rơi vào tầm 4,9 lít cho 100 km ở ngoài đô thị. Đấy, ngoài đô thị đấy ạ. Trong đô thị là 7 nhưng mà kết hợp là khoảng 5,7 lít, cũng rất là tiết kiệm đấy ạ. Và đây là cái phần táp bi cửa phía sau bên lái ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn đấy ạ. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết không bị tai nạn, không bị ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản ạ. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Đây là phần ốc bản lề. Và phần nội thất ở phía sau, nội thất cho hàng ghế phía sau đây ạ. Rất là đẹp, rất là mới đấy ạ. Chủ xe cũng đã làm cả lót sàn rồi, cho nên là cái sàn này rất là sạch sẽ đấy ạ, rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn lên xe để xem về cái phần option bên trong xe nào. Xe đã được trang bị là khóa thông minh, đề nổ start top đây. Khóa thông minh tôi để cái chìa khóa ở dưới đây ạ. Đấy. Vô lăng, cần số này, đây là cái cần số này. Tay phanh này, các thứ này còn rất là mới, còn rất là đẹp đấy. Vô lăng được tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Điều hòa là tự động rồi, đây là cái cụm điều hòa tự động, nó là bản G đầy đủ hết rồi. Và đã có cả màn hình giải trí thông tin đa phương tiện, đầu DVD, tích hợp camera lùi, đầy đủ hết rồi nhá. Không thiếu một cái gì nữa, không những nó đầy đủ mà nó lại còn rất là đẹp đấy ạ. Từ táp bi đến táp lô đều rất là mới, rất là đẹp ạ. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Và đây là cái phần cửa cốp sau của xe. Ốc cốp sau còn nguyên bản luôn, chưa có mất một phần keo chỉ nào đâu, keo chỉ nguyên bản, ốc nguyên bản. Đấy, cái ốc cốp sau còn nguyên bản hết và cái đằng sau này thì gần như là mới luôn này. Xe này thì gần như là để chị em phụ nữ đi thôi, không có chở đồ gì cả, cho nên nó còn rất là mới. Từ những cái thảm, cái nỉ này đằng sau này còn rất là mới. Và đặc biệt chủ xe đã lắp thêm một cái lót cốp bằng nhựa, cho nên là cái nỉ ở dưới cũng mới luôn ạ. Đấy, lốp sơ cua cũng rất là mới luôn ạ. Lốp sơ cua còn rất là mới. Và cái kích ở trong gầm ghế, tôi vừa nãy tôi chưa quay đến cái kích, nhưng mà hình như cái kích cũng còn nguyên, còn rất là mới ạ. Rất là đẹp. Phiên bản G, cảm biến lùi, camera lùi. Và đây là chiếc táp bi cửa sau bên phụ ạ, keo chỉ cũng còn nguyên bản ạ. Keo chỉ nguyên bản ạ. Ốc bản lề nguyên bản ạ. Nội thất rất là đẹp luôn. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ đây quý vị và bạn nhé. Rất là mới luôn.
đây, rất là mới luôn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, với những chiếc xe sản xuất năm 2016 thì ở Yaris này nó có hai loại quý vị và bạn nhé. Tức là đầu năm 2016 thì máy lại cũ, còn nếu cuối năm 2016 thì chiếc xe này là máy mới đấy ạ. Máy mới tức là máy đã được trang bị động cơ đua VVT-i. Đây, thưa với quý vị và bạn, đó là cái động cơ đua VVT-i 1.5 lít. Tức là cái động cơ này mới, động cơ tiết kiệm nhiên liệu rồi quý vị và các bạn ạ. Và đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái ốc cabo đã nè. Ốc cabo nguyên bản này, keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn này. Keo chỉ còn nguyên ạ, chưa mất một phân keo chỉ nào đâu ạ. Ốc cabo nguyên bản, keo chỉ nguyên bản này, ốc tai, ốc xương đầu này còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, máy thì rất là mới, không khác thì một chiếc xe mới luôn quý vị và các bạn ạ. Tại vì chiếc xe này mới lăn bánh được có 3 vạn km thôi, từ cái ốc chân máy đây quý vị và các bạn ơi. Ốc chân máy còn nguyên bản hết đây nhá. Đấy. Ốc chân máy nguyên bản, tôi đang nổ máy đây ạ. Đấy. Tôi đang nổ máy chiếc xe này đây, mở cái nắp máy này cho quý vị các bạn cùng xem. Nó rất là mới đây ạ. Chỉ có bụi bẩn một chút thôi ạ. Đây, cái lớp bụi này nó bám vào bẩn một chút thôi chứ còn rất là mới đây ạ. Đấy. Ốc mặt máy này. Ốc mặt máy còn nguyên này. Keo zin vẫn còn này. Rất là đẹp luôn đây ạ. Số máy này. Số máy rất là rõ kìa. Quý vị và các bạn đừng ngồi ở trên mạng mà so sánh giá nhé. Tại vì là giá cả các thứ là nó phụ thuộc vào cái chất lượng của xe đấy ạ. Chiếc xe nó còn mới như thế này cơ. Cho nên là chúng tôi đang bán với giá là 525 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. 525 triệu đồng cho một chiếc xe Yaris 2016, máy 1.5, máy mới đấy ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 525 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chỉ 525 triệu đồng cho một chiếc xe rất là mới như thế này ạ. Động cơ mới, động cơ đua VVT-i và là động cơ 1.5 lít ạ. Đấy. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay với số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Đấy. Số điện thoại hotline chúng tôi đã để ở dưới góc bên phải màn hình của quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn nào mà quan tâm thì liên hệ với số hotline và có thể qua cửa hàng chúng tôi để xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Tôi quay ở gần cửa hàng tôi cho nên là bên ngoài đường nó rất là ồn, tôi phải đi vào trong xe để tôi nói cho quý vị và các bạn dễ nghe hơn. Đấy, cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Cho nên là xin phép quý vị và các bạn tôi kết thúc video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
luôn.